ngóng con về. Ở tỉnh Nghệ An, các gia đình có con em sinh sống, làm việc ở Ukraine đang ngày đêm cầu mong giao tranh sớm chấm dứt, trong ngóng người thân sớm trở về. Gia đình con trai Úc đang ở Ukraine nên những ngày qua, ông Tạ Quang Toàn ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, như ngồi trên đống lửa. Sau nhiều giờ liên lạc, ông Toàn cũng đối máy được với con trai Úc. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện chỉ diễn ra chống vánh bởi gia đình con trai ông đang thu xếp hành lý để sơ tán sang Moldova, cách đó 300 km. Khu vực con trai ở chưa xảy ra chiến sự nhưng súng đạn đã nổ rất gần đó. Tiếng báo động in ỏi suốt đêm ngày nên mọi người phải xuống dưới hầm trú nạn chứ không dám ở trên. Dù rất nhớ và lo lắng cho con cháu nhưng chúng tôi cũng chỉ biết động viên các con. Mong các con bình an và sớm được về nước, ông Toàn nói. Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Thành và ông Toàn mắt đỏ hoe, cầu mong hai nước sớm kết thúc giao tranh để ổn định đời sống cho nhân dân. Kể từ ngày nghe tin nổ ra chiến sự, chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong con cháu sớm được về nước an toàn. Đó cũng là tâm trạng của bà Phan Thị Vân ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, có con gái đang sinh sống, làm việc ở Ukraine. Bà cho biết, sau 5 ngày trú ẩn dưới hầm, vừa qua gia đình con gái đã rời thành phố Odessa phía nam Ukraine để sơ tán sang Moldova. Việc liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình nhiều lần gọi điện cho con nhưng vẫn không liên lạc được. Nhiều ngày qua, tôi mất ăn mất ngủ, chỉ lo bom rơi đạn lạc không biết phải làm sao, cầu mong các con bình an, bà Vân tâm sự. Ông Hoàng Nghĩa Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, cho biết, trên địa bàn xã có hai gia đình với ba người đang sinh sống và làm việc tại Ukraine. Hiện các công dân người địa phương ở Ukraine đang an toàn. Địa phương cũng đã động viên các gia đình có người thân ở vùng chiến sự bình tĩnh. Một lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đang khẩn trương nắm bắt thông tin qua các kênh khác nhau, từ đó có phương án phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành để đưa công dân về nước. Theo thống kê, khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine chủ yếu ở hai thành phố Kharkov, Odessa và thủ đô Kiev. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.